Chứng kiến nhiều cảnh người lao động đứng phơi mình dưới cái nắng chang chang, xúc từng xẻng cát, sỏi, công việc thì vất vả, nặng nhọc mà tiền công lao động lại rất thấp. Anh Quách Văn Dũng, đến từ Gò Pháo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đã đầu tư rất nhiều thời gian và chi phí để tạo ra băng tải tự hành vận chuyển cát sỏi, giúp vơi đi nỗi nhọc nhằn cho người lao động. Dây chuyền băng tải tự hành do anh Dũng thiết kế gồm các bộ phận chính: hệ thống gầu xúc hình elip khép kín, băng tải, hệ thống điều khiển, bánh lồng. Hệ thống guồng máy được làm bằng các ống thép, một trục đứng với dây cáp làm nhiệm vụ nâng đỡ gầu xúc. Hệ thống gầu xúc có thể di chuyển lên xuống, xoay sang trái sang phải như một cánh tay robot được điều khiển bằng trục lái. Thiết kế tuy đơn giản nhưng thiết bị này mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Khi vận hành chỉ cần một người điều khiển thay vì cần nhiều người như các thiết bị khác trước đây. Với công suất máy xúc đạt 1 mét khối trên 1 phút, máy có thể thay thế từ 10 đến 15 lao động phổ thông. Một ưu điểm nữa là băng tải có thể chạy bằng điện 3 pha thay vì động cơ xăng, dầu nên không tiêu tốn xăng dầu như các thiết bị khác, tiết kiệm được chi phí, giảm ô nhiễm môi trường. Với những tính năng ưu việt vượt trội trên của thiết bị, hệ thống băng tải tự hành do anh Dũng chế tạo đã được các khu vận chuyển nguyên vật liệu khắp nơi ứng dụng và đặt hàng. Thiết bị của tác giả đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 5 do tỉnh Bắc Giang tổ chức năm 2013.